Chào các bạn. Nay em xin phép giới thiệu cặp loa Panasonic, cặp loa của bộ dàn chung. Cặp loa này thì mỗi một loa thì có hai đường tiếng, công suất 100W và trở kháng là 6 ohm. Đây, em sẽ ghép với cả cái âm ly Fisher CA39 á. Âm ly thì công suất là 250W, có thể đánh được loa từ 6 đến 8 ohm rất là tốt ạ. Đây thì nguồn phát thì em sẽ lấy từ nguồn nhạc YouTube nhá, máy tính á. Cặp loa này thì các bác nó rất là dễ ghép. Mình có thể ghép với cả những cái âm ly nhỏ hoặc là âm ly theo bộ dàn hoặc là những cái bộ đàn chung của các bác, loa nó bị hỏng ấy, mình có thể ghép vào nghe trong phòng nhỏ, phòng ngủ hoặc là phòng khách cũng được, nhưng mà cái diện tích nó khoảng 20 mét trở lại thì mình nghe là khá là ổn, bass đánh rất là tốt ạ. Mời các bác nghe thử nhé. Với cái chi phí thì đối với cặp loa thì chưa đến 1 triệu, nhưng mà mình cho chất âm là khá là tốt. Các bác có thể ghép cùng với cả những cái âm ly nhỏ hoặc là những cái âm ly của bộ dàn để trong phòng ngủ hoặc là cái phòng nhỏ, mình nghe khá là ổn, nghe nhạc không lời, nhạc sàn hoặc là có thể nghe nhạc bolero đều tốt hết. Cảm ơn các bác nhé.